Hai, xin chào buổi sáng các bạn nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bạn đến với Ado TV các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cùng anh Kết đi lên rừng bắt mật ong tiếp các bạn. Tập hôm trước thì đi cùng mấy anh em Hợp và cùng một anh nữa. Nhưng mà hai bạn ấy thì chắc là đi rừng những ngày đầu tiên các bạn. Nên là không đảm bảo sức khỏe về đau chân, đau người. Bây giờ còn chưa dậy cơ. Buổi sáng hôm nay thì... em thì bị cái nhọt ở chân này là to quá, sưng to quá nên không đi được. Nên đúng rồi. Cho nghỉ nha. Rồi, còn Hợp thì... yêu đuối quá. Bạn ấy thì chỉ đi vào bản thôi. Mình dừng thứ hai là muốn đưa cái sản phẩm của tự nhiên để cho đến tay mọi người. Thế là anh em cũng phải trải nghiệm. Nhưng mà anh em có anh em sức khỏe không đủ để đi ấy. Hôm nay thì hai anh em sẽ vào một khu rừng khác các bạn, đi xa hơn hôm qua một chút. Và đến đây thì mình bắt gặp một cái khu ruộng bậc thang này các bạn. Thì theo đường này đúng không anh? Ừ đúng, theo đường này. Ôi này, sao người ta ủ lúa gì đây nhỉ? Ôi đây này, người ta cắt lúa. Ở đây có ruộng bậc thang này, người ta cắt lúa. Cắt lúa nhưng mà ủ đây này. Đó, đi lên đây, mình thấy có tiếng người rồi. Ở đây trong cái khu vực này, cây kinh tế của người ta là chủ yếu cây quế. Không có lại làm ruộng, chứ không có cây keo, cây bình đàn nữa mình. Ô, ở đây trồng quế này các bạn. Kinh tế là trồng quế này. Con chào bà. Bà làm gì đấy? Gặt lúa à? Ở bên khu vực, ở bên Lai Châu này mọi người đang gặt rồi các bạn, đang vào mùa gặt rồi. Dạ. Chỗ cháu chưa gặt. Cháu lên đây bắt cá một tí. Một mình bà gạt thôi à? Ờ, gạt xong phơi đây luôn đó bà. Mình ở đây là người gì đấy? Là người La Hủ. À, người La Hủ à? Dạ. Cháu đi vào đây bắt ong. Ô này có con cua này bà. Dạ. Vâng, cháu xin phép đây. Cháu đi cùng anh này vào đây tí. Ở đây thì mọi người canh tác ruộng bậc thang các bạn. Và vẫn còn dùng những cái máy giặt đạp bằng chân này các bạn. Cái máy đạp bằng... máy tuốt bằng chân ngày xưa đấy. Cái này khoảng tầm hơn 10 năm rồi mình không gặp rồi. Mà ở đây người ta vẫn sử dụng các bạn. Ôi. Cái này phơi ở đây thì mưa này thì không sợ nó mong mầm à bà? Dạ. Gạt xong phơi đây này. Hồi thì lại đang mưa ẩm ướt này. Chỉ sợ nó mong mầm thôi. Chín kìa. Ở đây mình phát hiện là cây ổi rừng này các bạn. Ổi gang rừng ấy. Cây ổi này thì ngọt thì thôi rồi. Ui nó có chín kìa anh. Em xin. Quả này nó như này đấy các bạn, nhưng mà nó ngọt lắm. Lâu lắm rồi không thấy cái ổi trên nương này. Vỏ bên ngoài hơi chát một chút các bạn. Bên trong rất là ngọt luôn. Khu vực này trồng chít hay sao á? Ở đây người ta trồng chít, dễ trồng cây dưa diều. Trồng chít đúng không? Ngon quá. Ôi các bạn, lên trên này thì khu vực này đẹp lắm các bạn. Trong xa xa thì có những cái bản này. Tít trên cao luôn này. Đó. Và những thử dụng bậc thang. Ở đây các bạn, những cái thử dụng bậc thang thường thường người ta sẽ cắm những con bù nhìn như này các bạn. Lấy quần áo về là bù nhìn này. Vì ở khu vực này là cái khu vực gần rừng mà, nên là những cái loài chim ăn hạt đấy, như chim di này, chim chích, chim sẻ các kiểu ấy. Nó xuống phá
chỉ cần một đàn nó chỉ phá một chiều thôi, có thể là hết cả một khóm ruộng luôn. Đó, chim ăn hạt đấy, nó xuống nó ăn bóc tách như thật luôn, như người luôn các bạn. Nên là phải có rất là nhiều những con bù nhìn đây này, và người ta sẽ gõ để xua đuổi khi mà chim xuống nhiều ấy. Đây này, tạo những hình này để rung rung nó kêu đấy. Đấy. Cái này là nhờ sức gió này, nếu mà gió ra nó nách cái này nó vang. Đúng rồi, sẽ kêu. Lúa thì với khu vực này bắt đầu chín rồi. Đó. Wow. Đẹp quá. Nhìn anh Kết đi như kiểu chú bộ đội đang đi tuần biên ấy. Đúng kiểu đấy luôn các bạn. Đấy, của, học sinh. Còn mình thì đây. Một tí thôi mà. Nhanh nhác hết rồi. Một người chuyên với một người thi thoảng thì nó sẽ khác nhau. Đúng rồi. Nước này có phải sạch cái nhỉ? Nước này ngay bìa rừng mà, chắc chắn là nguồn nước sạch. Đi theo vào đây thì sẽ gặp khe nước đều. Dạ vâng. Bọn mình bắt đầu vào trong rừng đây rồi các bạn. Các bạn nghe thấy tiếng chim không? Đó. Tiếng chim kêu, tiếng tu hú. Anh Kết thì sẽ nhòm các bạn nhé. Ở đây khu vực này vẫn có cái hoa thành hạnh này. Hoa thành hạnh. Hoa thành hạnh như kiểu cái ổi, túi những cái ổi. Đây đang lấy hoa mà. Hoa vàng đấy á? Hoa hơi tím tím. À. Với lại cây nó thấp giống cây hoa ban. Vâng. Ở đây vẫn còn hoa nên là khả năng khu vực này sẽ nhiều mật các bạn. Ở đây cái nguồn nước mọi người lấy đi về các bạn, tận trên đầu nguồn luôn. Nước này thì sạch tuyệt đối rồi. Anh em thì thiếu nước thì xuống đây. Cái khu vực hôm trước ấy, mấy anh em đi thì là cái khu vực không có nước, suối cạn các bạn. Và khu vực này thì suối nhiều nước lắm. Đây này, người ta lấy từ trên nguồn đấy mà, nước sạch. Về chỗ này về. Đó. Ở chỗ mình hồ nước uống. Nhưng mà đây thuyền nước. Đây nước trên này tuyệt vời luôn. Đây, đây cái này một cái nhưng mà lâu rồi. Ô, cái gì đây? Bẫy đấy, nó bảo là cái bẫy. Nhưng mà cái này không có vẻ là không bật nữa. Không hoạt động nữa đúng không? Ừ. Cái này trống rồi, vào trong này có cái nào? Đây là một loại bẫy rắn. Bẫy rắn anh ạ. Bẫy sóc, cái này bẫy sóc, bẫy chuột. Bẫy chuột, bẫy chuột, bẫy sóc, bẫy rắn. Cái này là lấy cái sức nặng của cái viên đá như này các bạn. Có thể... Cái này là mất cái lẫy rồi. Mất cái lẫy đúng không? Ừ, mất lẫy rồi. Ui. Đấy, sập phát thì vô tình là đi qua là rắn vào cái lẫy rồi sập là đè luôn. Đúng rồi. Ở đây người ta không để mồi đâu, người ta cứ để một cái đá hàm vách tự nhiên đấy để cho nó xuyên qua. Mà xuyên qua trong đấy là có một cái lẫy thì nó bắt buộc nó phải bước qua. Đi theo đường ấy. Mà với lại đấy đá thì nó cũng ấy cơ nhỉ. Ui. Cái khu vực này treo leo các bạn. Mà mình đang gặp một cái thác nhưng mà không thể nào trèo qua thác được, mình phải đi đường vòng. Ôi cái thác này.
Anh Kết thì vừa soi phát hiện được một tổ khá là to trên này các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi lên leo lên núi các bạn nhé. Cái tổ này đông thì mình đoán là tổ to đó, đông lắm. Nhìn thấy đông quân đúng không? Ừ, đông quân. Đó, và mình sẽ bắt đầu lên núi. Vừa rồi thì chỗ này nó đứng lắm nên là anh em đi cũng phải cẩn thận nhá. Rồi. Mình sẽ đi vừa rồi đi theo khe mà nó mát vậy, nó hơi trơn thôi, nhưng mà bây giờ thì leo núi thì còn đứng hơn nữa cơ. Bắt đầu là dốc đấy. Dốc và trơn, mưa mà các bạn. Để anh lên một trạm xong là anh dừng nhá, không đá lăn đấy. Dạ vâng. Đúng rồi, cái này rất là nguy hiểm, kiểu đá lăn này các bạn. Kiểu dốc này này. Một người đi trước, một người đi sau là nguy hiểm các bạn nhá. Vì họ lên trên dẫm mà, chẳng may đá lăn là dốc này vào người đằng sau thì không. Đấy. Nguy hiểm các bạn. Rồi. Ok lên em ơi. Này đã bị đánh trước rồi. Đấy. Cái điểm giữa màn hình ở cái chỗ con tay mình chỉ đây là họ đã cắt bờ mật này, nhưng mà cũng phành sau rồi. Anh em lấy sau một tí thôi, vì của rừng tự nhiên thì ai đến sau thì thiệt tí thôi. Mình vừa bay phải đây cam các bạn, nhưng mà bị đuổi ác quá. Đang chạy tễ khói luôn. Nhấp phải cam này chưa kịp lên thì đã bị nó đuổi rồi. Dã thủng cả tay rồi. Dính cả tay à? Dính tính tay à? Dính cả tay, dính vào vai. Hay chưa? Bay đúng cái đường bay của nó, đường đi lại của nó. Vừa rồi hai anh em lỗi quá mọi người ạ. Cắn đời chưa? Đang định bay flycam quay trước rồi chốc lâu mình quay thì không ai hỗ trợ mình ấy. Tìm này. Nhiều lắm nhé, không phải ít đâu. Chẳng. Vừa rồi lúc trên đầu hai anh em mình có khoảng tầm 1 vạn tinh binh. Quá nhiều rồi. Và mình đang chạy xa cách cái tổ ong khoảng tầm hơn 100 mét các bạn. Vừa rồi đến đây nó vẫn bầu đây cơ, nhưng mà mình dùng khói. Và đây này, bị gãy cánh rồi. Đấy à? À, rớt một tí. Cái này tẩm keo đâu? Lấy băng dính cuốn vào thôi mà. À. Hình như có một con. Hình như mới có một con. Còn. Anh chỉ cần che cái tai, cái mắt của mình, cái đầu mình thôi. Ôi. Ở mũ lại chọc vào tay à? Ừ, đói. Ui trời, không bị đốt ở ngoài trực tiếp nhưng mà lại. Đây này, cái nọc này nó chọc ra nhá. Khi mình không cẩn thận nhá, mình lại chọc vào tay lại dính đòn đấy. Đây này. Dính đòn luôn. Giống như các bạn mang mật về, mang cả tổ mật về mà vắt không cẩn thận này thì cũng bị rút ra đâu. Rút nó đốt các bạn nhé. Không thì cho vào đầu lại đốt vào đầu. Đấy. Tìm. Này các bạn này, nhìn xem cái flycam mình thương qua rồi. Sợ thật. Toàn ong, toàn thịt ong luôn. Nó vải có cái gì thịt nó đâu mà nó rút được cái kim ra nhỉ? Đỏ nhỉ? Đó. Vải này là thưa này mà có cái cái gì kim nó là như này anh ạ. Cái nó kim phải cắm chặt thì mới ấy chứ. Cái kim không, cái bản thân cái kim đấy, nhưng mà phóng to ra nó là nó giống như cái mũi tên ấy. Đúng rồi, răng cưa. Chóng vào thì cắm vào thì có thể giống như cỏ may ấy, cắm vào rút ra thì nó sẽ bị mắc ấy. Hai anh em mình vừa rồi bị đuổi các bạn, ong nó bâu lâu quá. Bây giờ cũng khoảng tầm hơn 30 phút rồi, 3-40 phút rồi. Bây giờ thì mình còn mỗi bằng này khói thôi. Thì vừa mưa xong nên là các kiểu cây củi nó không khô, không khô. Khó đốt lắm, nên là anh chị bắt một mình. Anh ấy sẽ cầm máy quay đi. Còn mình sẽ đứng xa xa thôi. Không thể nhìn lại gần được các bạn. Ok các bác nhá, cái tổ ong lúc nãy là lúc đầu mình bị đuổi đây, anh em bị đuổi chạy, sau đó là nghỉ tầm khoảng 40 phút, 40-50 phút rồi, bây giờ anh em quay trở lại đánh đây. Đó, ok. Giờ chỉ còn một bó khói nên là một anh em đã phải di chuyển xa hơn một chút rồi. Thank you.
Đây là cái thành quả là cả nhà này, tổng độ 6 cân. Hiện tại đang xuống thêm khá là nhiều nên anh em sẽ phải là di chuyển đến chỗ khác để đóng gói lại cho nó cẩn thận đi di chuyển về nhà nhé cả nhà. Ờ rồi các bạn, anh Kết thì bắt xong cái tổ ong trên kia. Vừa rồi thì mình không có lửa nên là mình phải đứng xa. Anh ấy vào để máy xa để ghi hình thôi, nó khá là mờ. Đó, đến đây thì có nguồn nước, mình sẽ lấy nước. Cái tổ vừa rồi thì khoảng tầm 5 cân thôi. Rửa tay đi xong đấy cho xem cái thành quả. Thấy hai tổ các bạn, nhưng mà một tổ thì có một đoàn đi trước họ lấy mất rồi. Là... nó cắt cái bầu to lắm. Ủa, nước mát thế. Nước này như tủ lạnh đấy. Trông ngon. Hơi có tí mùi mùi đấy. Các bạn thấy nó có lá cây nhiều. Lấy cái răng chảy lá ngâm ấy. Nhưng mà cái đó lắng rồi, còn kia nó chưa lắng. Nếu mà lấy kia thì nó không mùi, nhưng mà nó bị. Còn cái này nó có mùi, nó không được. Thôi, đi được rồi, cố gắng. Ôi, cái xe thành quả ngày hôm nay các bạn nhé. Đây là thành quả ngày hôm nay đây, anh em bắt được đây. Vẫn theo à? Đấy, nó vẫn theo này, nó thêm mùi nó vẫn theo. Đây, tập 6 cân, phải 5 cân. Đây, 5, 6 cân, 6 cân này. Nặng. Em thử sách cho nó nặng quá. Ây da! Tập 6 cân đấy. Cái này phải hơn 6 cân đấy anh ơi. Em nhấc không nổi mà. Anh đang mỏi tay nên không biết bao nhiêu cân, nhưng mà cái tổ nó hơn. Cái này phải bằng hôm qua 3 tổ anh em lấy luôn. Nhờ. Nặng lắm. Bao phê. Anh buộc vào rồi. Không buộc vào chạy ra ngay. Thế thôi. Anh em đi về thôi. Cơ bản là sáng nay bị phát đấy đã cũng hơi hốt rồi. Cái ba lô này nếu mà đầy khoảng 30 cân. Đợt của anh mang là được 37 cân. 37 cân. Là đầy, là không cho một cái gì. Nhưng mà túi rất hơi to. Thôi nước xả bớt đi nhá. Xả bớt đi. Chứ đấy nặng. Để ít điều uống. Cái này theo đường mình về uống là mà. Có cho được không? Không cho vào ba lô em. Đây.